Và trở lại với bản tin buổi tối hôm nay là phần tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Dự quyên xin được chào anh Khanh. Happy Friday anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa tôi Orange County, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến chị Diệu Quyên và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Lúc nãy tôi nghe nói rằng là tháng tới là chúng ta có chương trình Tết Trung Thu. Dạ. Vâng, Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, tôi cứ nhớ mãi cái bản đó. Tôi nhớ rằng là ngày xưa khi mà tôi nghe nói chuyện là chúng ta tổ chức Tết Trung Thu thì tự nhiên tôi nhớ lại cái thổ bé của mình là lúc đó là nào là Tết Trung Thu rồi là đốt đèn đi chơi rồi là ông trăng xuống chơi rồi ông cây đa rồi chú cuội vân vân và vân vân. Đó là những kỷ niệm mà chúng ta không thể nào quên được. Yeah. Cũng ở trong cái khoảng thời gian đó thì chị còn nhớ là có những cái bài đồng dao, tức là những cái bản hát mà các trẻ em hát, trẻ em Việt Nam là từ Cà Mau ra đến Bến Hải là ai cũng hát hết. Nào là thí dụ như là lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm vân vân và vân vân. Và tôi thấy cái đó là một cái điểm rất là đặc biệt. Khi mà tôi còn nhớ là khi mà tụi tôi học sư phạm thì có một cái trường thì lúc đó là thầy Doãn Quốc Sĩ có nói về vấn đề đồng dao. Yeah. Thầy bảo là đồng dao là một cái nét rất đặc biệt, tức là không theo một cái quy định nào cả. Đúng thành rồi. Ra là nếu mà chúng ta làm thơ thì nào là nghĩa là câu 6, câu 8 rồi là vần bằng vần chắc, nhưng mà đồng dao là không có theo cái thâu quốc theo một cái quy định nào cả, miễn là làm sao mà trẻ em nó thuộc và đúng thật là như vậy. Những cái bài đồng dao là những bài đứa bé nào cũng thuộc, tôi với lại chị Diều Quyên. Yeah. Có lẽ là quý vị khán thính giả của SBTN cũng còn nhớ là cái thời còn bé của mình. Cũng trong cái thời còn bé của mình thì cho mãi đến sau này, thưa với chị Diều Quyên, tôi mới nhớ là có một cái bài được mang tên là đồng dao, nhưng mà cái bài đó là của các ông cha. Dạ vâng. Bài gì thế? Vâng. Cái bài đó tức là chị có nhớ là chơi cái trò là thiên đàng địa ngục hai bên. Nhớ, em nhớ. Vâng, vâng. Cái bài đó là của các ông cha, ông ấy dạy trẻ con để ông đi giảng đạo. Yeah. Thiên đàng địa ngục hai bên, ai khôn thì lại, ai dại thì xa. Đêm nằm nhớ Chúa thượng cha, đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi gần chết được lên thiên đàng. Chị có nhớ cái bài em đó không? Em nhớ mà vâng. Không có nhớ rõ như vâng. Thưa anh. Đó, và chị thử tưởng tượng. Sau này tôi mới biết à, tức là có những cái bài đồng dao mà tức là của các ông giảng đạo, ông ấy hướng dẫn cho trẻ con ngay từ những ngày đầu tiên. Vâng. Và đó là thành ra là bởi như vậy tôi thấy là cái điều đó cũng là một cái điểm hay. Bởi vì là sao, trong cái bài đó thì đọc thì bây giờ mình biết là cái bài của công giáo. Yeah. Nhưng mà hướng dẫn cho người ta biết làm cái điều thiện, ai khôn thì lại, ai dại thì xa. Đúng không nào? Đêm nằm nhớ Chúa tưởng cha, đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn. Tôi thấy cái đó là cái tuyệt vời. Anh nhắc cái đó em mới nhớ. Ở Việt Nam á, trong lúc mà đọc như vậy đó thì hai đứa cầm tay nhau. Dạ vâng. Đó, xong rồi có một đám con nít nó cứ chạy vòng vòng. Nó đi vòng vòng chung quanh. Dạ vâng. Như là con rắn vậy đó. Dạ vâng. Xong rồi cái chữ cuối cùng á là hết. Vâng. Xong mình cụp cái tay xuống. Vâng. Cái đứa nào bị kẹt lại là bị đi xuống hỏa ngục. Dạ vâng. Em nhớ cái đó. Dạ vâng. Cứ nhớ mãi những cái chuyện là như vậy. Dạ vâng. Nhưng mà đó tôi chỉ hôm nay tình cờ mà tôi lại nhớ lại là bởi tôi nghe nói rằng là giữa tháng sau, ngày 17 tháng 9 thì phải không dạ, chị Diệu Quyên? Tết Trung Thu là chúng ta có một cái chương trình Tết Trung Thu. Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi. Em thì nhớ là tôi đốt nhà đi chơi. Vâng, thưa quý vị, và trở lại với bản tin cuối ngày hôm nay, chị Quyên muốn hỏi anh Hành là vào thứ hai tuần tới thì Đại hội Đảng Dân Chủ sẽ diễn ra tại thành phố Chicago. Điểm nào đáng chú ý thưa anh Hành? Tôi nghĩ là có rất nhiều điểm đáng chú ý. Cái điểm đầu tiên tức là đúng một tháng trước ngày mình làm show Tết Trung Thu. Dạ đúng. Thưa với chị Diệu Quyên và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, cái điểm đáng chú ý đầu tiên tức là đó là cái ngày đại hội đảng, mang tên là đại hội đảng, nhưng mà cái ngày, cái tuần lễ đó là tuần lễ, họ sẽ làm hai điều. Điều thứ nhất là họ vinh danh ông Joseph Biden, đương kim Tổng thống Hoa Kỳ. Và cái điểm thứ nhì là giới thiệu bà Kamala Harris là người sẽ đại diện cho đảng Dân Chủ để ra tranh cử Tổng thống cho nhiệm kỳ sắp đến. Tôi thấy hai điều đó là hai điều quan trọng nhất, thưa với lại chị Diệu Quyên. Vậy thì tại sao cái bản cương lĩnh đại hội vẫn ghi rõ là Tổng thống Biden và Kamala Harris thưa anh? Tôi thấy là nhiều người bạn của tôi bảo là ồ, như vậy là bên đảng Dân Chủ hình như là họ tính lộn. Nhưng mà không phải, họ cố ý họ làm như vậy. Chỉ nên nhớ rằng là ông Biden là đương kim Tổng thống. Ông Biden ra tranh cử Tổng thống. Và cái những cuộc bầu cử sơ bộ là cử tri đại biểu của đảng, cử tri của đảng Dân Chủ bỏ phiếu chọn ông để làm đại diện cho đảng ra tranh cử. Yeah.
vâng. Sau đó thì vì lý do sức khỏe ông rút lui. Đó, thành ra là bởi như vậy thì chúng ta mới có bà Kamala Harris. Vâng. Thật ra khi mà họ soạn thảo cái bản cương lĩnh đại hội thì họ vẫn đề tên là đây là cái cương lĩnh và những điều mà Tổng thống Joseph Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ làm nếu trở lại, nếu còn ở lại Tòa Bạch Ốc cho một nhiệm kỳ nữa. Nhưng mà họ sẽ thay đổi, cái này họ sẽ thay đổi. Bởi vì đến ngày thứ hai này thì lúc đó là các đại biểu họ mới quyết định với nhau là thay vì là chúng ta ủng hộ ông Biden thì chúng ta dồn cái lá phiếu đó cho bà Kamala Harris. Lúc đó thì bà Kamala Harris mới chính thức trở thành người đại diện của đảng ra tranh cử tổng thống. Thành ra đó là cái lý do là như vậy. Em hiểu rồi. Vậy thì theo anh, sự hiện diện của các cựu tổng thống dân chủ có quan trọng hay không? Và nếu có thì tại sao thưa anh? Tôi thấy rằng là đương nhiên là rất là quan trọng. Cái điểm đầu tiên là đảng dân chủ là họ muốn, nếu mà sự hiện diện của các vị tổng thống thì bây giờ chúng ta có những vị tổng thống sau đây là ông Biden là một này, rồi là ông Obama là hai, ông Clinton là ba, ông Jimmy Carter thì yếu quá, có lẽ là không có thể đi được. Nhưng mà những vị tổng thống mà đang có thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ xuất hiện. Họ xuất hiện để trước hết là họ tham dự cái chương trình là vinh danh ông Biden và đồng thời là để họ cổ võ cho người mà sẽ đại diện cho ông Biden ra tranh cử, tức là bà Kamala. Tôi thấy là họ làm như vậy là đây, đó cũng là cái cơ hội để mà họ chứng tỏ cho mọi người biết rằng là chia đảng Dân Chủ sẽ đoàn kết hơn là bên phía bên đảng Cộng Hòa. Bởi vì là bên đảng Cộng Hòa là có vẫn còn có cựu Tổng thống, nhưng mà ông Donald Trump thì là ông hoặc là ông không mời, hoặc là ông mời người ta không mở, người ta không nhận lời. Còn đây là cái trường hợp của đảng Dân Chủ thì nó hoàn toàn khác, thưa với lại chị Diệu Quyên. Vâng, em cũng xin hỏi anh thêm, đó là thông thường thì các ứng cử viên tranh chức tổng thống có chọn trước những người sẽ tham gia chính phủ hay không thưa anh Khanh? Câu trả lời là có và câu trả lời cũng là không. Tại sao? Lý do là bởi vì như thế này, khi mà chúng ta nhìn là họ có một cái ủy ban vận động tranh cử và họ một cái bộ tham mưu. Khi mà chúng ta nhìn trong cái bộ tham mưu như vậy thì chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng là có những người mà họ sau nếu mà đắc cử thì họ sẽ giữ những cái vị trí quan trọng trong chính phủ. Đó. Thì đó là những người coi như là những người được chọn trước. Nhưng mà đồng thời là chúng ta có rất nhiều bộ, thành ra là người ta còn phải đợi chờ đợi xem như thế nào. Và đừng quên là có nhiều cái yếu tố lắm. Họ chọn một vị bộ trưởng bởi vì là ông rất tài giỏi. Vâng. Họ chọn một vị bộ trưởng là bởi vì có cái liên hệ về vấn đề đảng phái. Nhiều khi là ở bên đảng họ bảo rằng là chúng tôi muốn là ông chọn bà này cho một cái chức vụ nào đó. Và đồng thời là họ chọn là vấn đề là cảm tình giữa cái người giữ cái vai trò tổng thống, phó tổng thống và cái người mà họ được chọn. Thành ra là bảo rằng là họ không có danh sách trước thì cái đó, điều đó không đúng. Yeah. Họ có danh sách trước nhưng mà có cái chuyện thì đến lúc cuối cùng thì chúng ta mới biết. Tôi chỉ thấy một điểm là những người mà ở trong bộ tham mưu của một ứng cử viên tổng thống thì bao giờ cũng làm những cái chức vụ quan trọng trong chính phủ. Dạ vâng. Cảm ơn anh Khanh rất nhiều. Một câu hỏi cuối nữa là em muốn hỏi anh Khanh, anh ở đây cho tới lúc nào? Thứ hai anh còn trở lại đài SBTN không thưa anh? Dạ không, đến cuối tuần này là tôi về rồi. Dạ vâng, cuối tuần này là tôi về rồi. Thật ra thứ hai là chúng tôi cũng sẽ trở lại với SBTN, trở lại với chị Kim Nhung, trở lại với chị Diệu Quyên. Nhưng mà từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho SBTN. Cảm ơn anh Khanh rất là nhiều. Chúc anh có những ngày thật là vui ở miền Nam California. Và thưa quý vị, một lần nữa, chị Quyên xin nhắc quý vị, cuối tuần quý vị nhớ tới Bosa Ticket hoặc là SBTN Home Shopping để mua tấm vé xem SBTN Music Festival vào ngày 31 tháng 8. Mọi thắc mắc quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại 714-636-1121. Chị Quyên xin thành thật cảm ơn Khanh có mặt ngày hôm nay và hẹn gặp anh vào thứ hai tuần tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật vui vẻ bên người thân và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp.